Hello, chào các bác nhá. Tình hình là hơi tối muộn rồi em mới quay cho các bác được bởi vì phải tiếp khách. Ngày hôm nay 3-4 khách thì đâm ra là em hơi bị nhức đầu một tí và bây giờ mới quay cho các bác được. Thì hôm nay anh em mình nói chủ đề như này. Thứ nhất là anh em mình nói về chủ đề VinFast đi. Mấy hôm nay đang hot trend VinFast. Và cái thứ hai là em tiếp tục báo giá mấy con xe còn ở trong nhà em để cho các bác nào thích thì sẽ lựa chọn. Thì việc đầu tiên anh em mình nói cái chuyện VinFast đi cho nó vui một tí. Thì VinFast thì như các bác biết rồi, mấy ngày hôm nay thì Fadin rồi là Lắc A rồi Lắc SA xuống rất nhiều. Em thấy một số anh em thì comment ở trong bài viết của em, ví dụ em đăng con Morning SE thì anh em, nhiều anh em nào là thôi thì thêm 70 triệu thì đã có xe mới rồi, là bảo hành mấy năm rồi, là coi như mỗi ngày gọi thêm ra 1-2 triệu. Đấy, thì em xin nói với các bác như này, có nghĩa là thứ nhất là em rất là cảm ơn bác Vượng đã có những cái thay đổi rất quan trọng và để mà giá xe nó giảm. Đấy, tạo thuận lợi cho người dùng để tiếp cận được cái xe ô tô, làm cho dân Việt Nam có được mua, có cơ hội mua được các xe rẻ mà ngon. Đấy, rồi là một cái nữa là cảm ơn bác Vượng, kể cả trong đợt dịch trước cũng như là bây giờ, hay là trong tất cả các công việc, công to việc lớn gì của cái đất nước này, đúng không? Em chỉ mong làm sao mà nước Việt Nam mình có khoảng chục ông như ông Vượng nữa thì thôi, chắc có lẽ là anh em mình được nhờ, đúng không? Đấy, một bác làm đường làm xá, rồi là một bác làm xe làm cộ, một bác làm tàu vũ trụ, tàu gì bay đi rời, đúng không? Đấy, thế nó mới mạnh được. Nó giống như nước Mỹ ấy, là bao nhiêu tập đoàn lớn, bao nhiêu ông giàu tỷ phú, nó mới, đất nước nó mới đi lên được các bác ạ. Đấy, ông Vượng cũng thế thôi. Đấy, hoặc là anh em mình cũng vậy. Chứ còn các bác ví dụ như nhiều bác vay mua cái xe ô tô về để phục vụ gia đình, phục vụ cuộc sống, mà thậm chí có nhiều bác ấy là mua cái xe về để mà chạy khách, chạy dịch vụ để kiếm tiền, chứ không phải là mua về để vứt đấy, đúng không? Có ai mua cái đồ gì về vứt đấy không? Chắc em nghĩ chả có ai cả. Đấy, còn một số bác nói chả hiểu, em cũng không biết là mỗi người quan điểm, nhưng mà em thấy như này, rồi là bẫy nợ này, rồi là các thứ ngân hàng, vay ngân hàng không phải bẫy nợ đâu các bác ạ, không phải bẫy nợ, ngân hàng không có gì mà bẫy nợ cả, bẫy nợ chỉ có các bác là đi vay cầm đồ ấy, thì gọi là vay nặng lãi, mà cũng chả ai bẫy các bác cả, đúng không? Không ai bẫy mình cả, chỉ là do mình thôi. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như một bác nhá, bác ấy mua cái xe này, hôm nay vừa mua cái xe i10 của em này, là bác ấy về, bác ấy chạy dịch vụ, bác ấy chạy khách, đấy, chạy khách mùa dịch này, nhưng mà người ta vẫn có cách để người ta chạy được khách, vẫn có khách để đi. Bây giờ mùa dịch này mới là chạy được các bác nhé, chứ không phải là mùa dịch lại thôi. Tại sao? Tại vì bác ấy ở Nam Định, mà từ Nam Định lên Hà Nội là bây giờ hiện tại xe khách là gần như là nó ít rồi, nó không có. Thế thì lại là cái cơ hội để bác ấy đi xe tiện chuyến. Anh em hiểu hình dung vấn đề không? Lại là cơ hội cho những người khác, đúng không? Là nó là như vậy. Thế thì bác ấy mua thì bác ấy về, bác ấy sẽ làm trả góp. Bác có nghĩa là bác sang tên xong hết thì bác sẽ cắm vào ngân hàng. Đấy, cắm vào ngân hàng không phải trả góp mà là người ta vay lại tiền. Đấy, thì vay ban đầu vay bên ngoài mua cái xe hơn 200 triệu một tí. Thế thì vay bên ngoài về hết xong bắt đầu là ra tên xong cắm vào ngân hàng được hơn trăm. Nó giống như em mình hiện tại đang cắm cái xe K3 của em, nó cắm 200-300 triệu trong ngân hàng ấy. Thế một tháng là em hết 7 của em cắm thì em cắm theo cả doanh nghiệp nữa, nên là nó được thấp 0,65, có nghĩa là 650 100 triệu một tháng, lãi 650, cứ cho là lãi 700 như các bác cắm thì chắc khoảng 700. Đấy, thì 732 triệu mốt, 2 triệu mốt một tháng, mà trong khi đó là vay được 300 triệu. Đấy, 300 triệu về em mua được một cái xe mà một tháng em quay vòng được 2 lần, đúng không? Mỗi cái xe em lãi khoảng 7 đến 10 triệu. Đấy, 2 lần là em được khoảng tầm 20 triệu, em trừ đi 3 triệu tiền ngân hàng. Đấy, cái số dư của nó như thế. Ở đây người ta vay làm kinh tế, không phải vay về vấn đấy các bác, không phải. Đấy, một số bác comment là ngân hàng là bẫy nợ, nhà nước hay là tất cả cái gì của cả thế giới này, nó đều có ngân hàng, có hệ thống tài chính, không có ngân hàng làm sao đất nước phát triển đâu, đúng không? Cứ hỏi bác Vượng, nó xem bác Vượng có phải vay ngân hàng không, vay nhiều đằng khác các bác, vay rất nhiều tiền. Đấy, thôi ok, anh em mình nói sơ qua thế. Còn về cái chương trình VinFast ấy, thì mỗi người một cái sở thích. Có người thì thích xe VinFast. Em đang làm thêm cái chỗ kia để lắp màn hình DVD các kiểu các bác ạ. Nhưng mà hơi ồn tí.
cô em lại phải vào trong này ba em nói chuyện với các bạn. Thì mỗi người một sở thích. Đấy, ví dụ như có những bác mà hôm nay đến mua với em ấy, thì hai ngày hôm nay, ngày hôm kia thì em bán là 4 cái xe. Ngày hôm qua không bán được cái nào, hôm nay là bán được 3 cái. Nói xin thông báo với các bác là em bán một cái đầu tiên là cái i10. Vừa mua về chưa kịp quay thì khách lấy mất rồi. Đấy. Mà chính là cái của cái thằng em nó gửi đấy, của cái thằng em nó gửi đấy thì em chưa kịp quay thì bán mất rồi. Thứ hai là con xe giao con xe Avel, tức là bán được 2 cái thôi, giao một cái là thành 3. Và bán được con xe Vios. Đấy, Vios 2009, đấy, hơn 200 một tí là bán rồi. Đấy. Thế tại sao những cái người này người ta lại không đi mua VinFast? Đúng không? Tại sao? Tại vì sao? Tại vì là người ta không thích. Đơn giản vậy thôi. Và người ta đang mua xe có 200 thôi mà bây giờ lại phải thêm hơn 100 nữa, 120. Đúng không? Thế thêm ba mấy phần trăm đấy. Đâu phải ít đâu, thêm ba mấy phần trăm. Đấy. Cho nên là vẫn có những người ta mua là chuyện bình thường thôi. Đấy. Còn có những người mua thì em cũng nói xin nói với các bác như này. Mua ấy không phải ngân hàng lừa mình hay là mình lừa ngân hàng được. Không phải, không có thế. Mà ngân hàng ấy là nó có cái điều khoản của ngân hàng. Thế cho nên anh em mình phải đọc kỹ hợp đồng. Đấy, chẳng hạn như ví dụ như có những ngân hàng có thể giả trước hạn thoải mái, hoặc có những ngân hàng nó chỉ cho giả trước hạn là 1 năm thôi, hoặc là 1 năm đầu tiên là các bác không được giả, các bác chỉ được giả gọi là giả góp dần dần thôi. Thế có những ngân hàng thì tức là cái chiêu bán xe mới ấy, các bác để ý nhá, em ở đây em không nói với một công ty bán xe nào, mà người ta sẽ có cơ chế của ngân hàng như này. Ví dụ như các bác vay là 300 triệu trong vòng 2 năm không mất lãi, giống như kiểu VinFast này. Đấy, không mất lãi. Các bác chỉ giả ít một, 2-3 triệu, 4 triệu thôi. Nhưng các bác quên mất rằng là các bác không xem kỹ các cái điều khoản về sau ấy, thì từ năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3 chẳng hạn, các bác được phép, không được phép giả thêm. Có nghĩa là cứ tì 4 triệu như thế suốt 200-300 triệu nữa, mà các bác vẫn phải giả đủ mấy năm các bác mới giả được xong. Không phải các bác có tiền mà đã giả được vào, nó lại là như thế. Cho nên ở đây là do cái hợp đồng ấy, mình phải xem cho nó kỹ hợp đồng và phải thảo luận làm việc với ngân hàng. Ngân hàng với cả mình nó là hai bên pháp lý nó là tương đương ngang nhau, và các bác phải là nói chuyện với người ta, có phải xem hợp đồng, đúng không? Đấy. Chứ còn em nói thật là tất cả những người làm ăn nói chung thì em nghĩ là ông nào cũng vay ngân hàng. Ông nào cũng vay ngân hàng. Có chăng ngoạ lắm cả cái nước Việt Nam mà chỉ có vài người không vay ngân hàng. Đấy. Đấy là người làm ăn, còn có những người không vay bởi vì sợ, cái gì cũng sợ. Nên có những bác thì nào là xe là đắt lắm rồi, là xe nhà em con nào cũng thấy bán đắt, bởi vì trong mắt của bác con nào cũng là đắt. Đấy, và kể cả bất kỳ bác đi mua cái đồ gì bác cũng sẽ là đắt mãi mãi. Kể cả Vingroup có hạ, Vingroup VinFast có hạ xuống 100 triệu bác vẫn chưa dám mua, bởi vì bác vẫn đang so sánh với xe i10 sản xuất ở Ấn Độ bán 150 đúng không? Tại sao mình không so ở Việt Nam, tại sao là bán mấy trăm, nó là như thế. Đấy, cho nên là những cái bác mà sợ quá thì không bao giờ dám mua cái gì cả. Đấy, để em nói bằng thật thôi. Nên là không dám chơi một cái gì. Đấy, thì tùy các bác thôi. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết một chút về con Spark này. Đây. Con Vios thì em bán rồi, mấy hôm nữa giao, em để bên cạnh kia. Hôm nay đang làm cái phòng này để lắp cái DVD. Thì hôm nay em xin phép là cho em 5 phút quảng cáo, em quay con Spark này một tí để em bán cái, lấy tiền mua gạo. Thì con này là Spark biển A, sản xuất năm 2009. Ổn quá các bác ạ. Đây em quay cái phần nội thất trước đi cho nó đỡ ổn một tí. Đấy. Em nói thì nó hơi khó nghe, còn bác nào mà vẫn yêu thích kênh, vẫn cứ theo dõi kênh rồi là cũng như là tin tưởng anh em thì vẫn cứ đến ủng hộ xe. Còn thực ra trên mạng thì có nhiều ý kiến anh em thế này thế nọ thế kia. Đấy, nhưng mà có những anh em thì cứ sợ cái này sợ sệt mãi thì cũng chả bao giờ mua được xe, cũng chả bao giờ dám mua xe. Đến già đi thôi vẫn đi xe máy có thế thôi. Em chả bắt ép ai đúng không? Đấy. Tất cả khách hàng mua xe nhà em đã thấy em bắt ép ai mua chưa? Chưa. Tất cả các bác có tiền chắc các bác đều biết cách tiêu tiền của mình đúng không? Không phải dạy người giàu tiêu tiền làm gì cả. Đấy. Thì con này là 88 triệu các bác ạ. Đây em quay phần nội thất bên trong này. Chỗ ghế này thì nó cũng không được đẹp lắm nữa. Đây là có lỗ gọi là hơi rách rách rồi. Phần tắp ly này cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà
Thôi 88 triệu thì anh em mình chỉ cần xem sơn si tạm tạm, rồi là máy móc ok, rồi đèn đóm. Đây, phần đèn em đã đánh bóng để nó sáng rồi các bác này. Đây, spark 88 triệu. Đó. Đây, gầm bệ mọi cái thì cũng tạm tạm. Nếu mà để mà nói về nét như mới thì không có đâu các bác ạ. Đây, nét như mới không có. Mấy hôm nay dịch bệnh nên là em không đi đâu được lắm, không làm clip hay được cho các bác xem. Hôm qua chả có clip gì ra cả. Đây. Đấy. Đèn bên này thì thay rồi, còn bên này thì đèn nguyên. Có cả cái cản này xe máy mà có hút vào thì chắc là cũng không sao. Đấy. Thì sơ bộ là lốp láp còn ok. Bác nào mà muốn chi tiết hơn nữa thì bảo em nhé. Em nay là tiếp khách hơi nhiều, hot hơi nhiều. Nói hơi nhiều. Đấy. Thì con này là 88 triệu, đời 2009, biển A 5 chỗ. Có bác nào mà kết thì ới em làm con xe nháp đi, đi chợ búa các cái. Đây là cái kính này hơi vỡ này các bác này. Kính này hơi vỡ, người ta đã khoan rồi, khoan ba lỗ đây, khoan này là để khoan chặn. Khoan chặn này để nó không không bị vỡ lan ra. Đấy. Thì cái kính này đã được khoan rồi. Đây, bây giờ em mới phát hiện ra. Về cái đăng kiểm thì còn đến tháng 5 2022 nhé các bác nhé. Đăng kiểm phí đường bộ đây. Tháng 5 2022. Thì hiện tại xe bên nhà em là còn tồn con Focus. Đấy, con Vios bán rồi, con Cruy kia bán rồi. Còn con Toyota này tồn này, một con, hai con này vẫn chưa bán được. Đấy, các bác nào kết thì vẫn là con Toyota V số tự động. Con kia là con Morning SE. Đấy. Morning SE. Rồi là con Kia Carens 209. Con này là con i10 2016 đã rút hồ sơ, biển Sài Gòn, số sàn, bản đủ, giá 270 triệu. Còn con này là con Picanto 2013 số tự động. Ô, ổn quá các bác ạ. Ổn quá. Ổn quá, chắc có lẽ là em xin phép kết thúc video ở đây để em vào làm video cho các bác. Con này là con SE 2015 số sàn, bàn đủ, xe đẹp màu bạc. Đây, biển 30. Thì con này là hiện tại em đang bán là 348 triệu bao tên nhá. Bao ra tên. Các bác nào không ra tên trừ thẳng tiền, trừ thẳng tiền vào giá luôn. Trừ thẳng tiền luôn nhá. Đấy, các bác lưu ý là trừ thẳng tiền thì nó còn giá rất là thấp nhá, giá rất là thấp. Đấy. Ok, còn bác nào mà mua VinFast thì đến nhanh đi, hình như đâu đó là chương trình sắp kết thúc rồi. Đấy, bác nào mua VinFast thì nhanh nhanh xuống tiền. Rồi ok, xin phép các bác. Đấy, nhà em thì còn có vài cái xe thôi. À, còn một con Morning nữa cậu ơi, đi về con Morning biển D. Đi về rồi. Rồi ok, đây con Vios này. Con Vios này hôm nay là bán rồi. Khách đã cọc, khách Nari Bắc Cạn. Đấy, chỉ vài ngày nữa cậu ấy về xem ngày nữa thôi là lấy. Con này là Toyota đây. Ok, xin chào các bạn nhé. Em chào các bác.